Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đủ rồi, chính là ở đây. Giết sạch các người. Đừng lùi lại. Chiến ba người, một hơi thở tiến công đi, động thủ đi. Đi đi, đi đi. Tất cả đều là những tên không trọng dụng. Tiểu tử, ta sẽ làm đối thủ của người. Cơ thể không nhúc nhích được. Cút đi. Chết đi. Mình đang làm gì vậy? Lại vì một người đi đường chịu một kích như vậy, tại sao? Mình không nên quản cô ta, nên để cô ta chết đi. Nhưng mà trong tiềm ý thức của mình làm rồi, là vì cái gì? Không vượt qua được con tim cửa ải của bản thân hay sao? Là vì tim của bản thân mình. A phi khoái kiếm. Đánh đến đánh lui, muốn giết ta, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Kiếp sau gặp lại nhé. Phải nghĩ rằng làm thế nào để giết, làm thế nào để chém. Giết sạch bọn chúng. Chỉ vậy mà thôi. Bao vây lại giết hắn. Mình chỉ còn lại cái mạng chưa đến một năm. Trước khi tâm sống lại, nếu như tiêu diệt tất cả cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chết đi, giết đi. Cho đến khi kết thúc sinh mạng. Cho đến khi thịt và máu bay khắp nơi, xương cốt hao mòn hết. Cho đến khi giây cuối cùng của tim đập thình thịch. Dùng kiếm ở trong tay, ở Trường An xé lát bầu trời bị che đậy. Cái gì, chỉ còn lại mấy người các ngươi thôi sao? Còn muốn đánh sao? Nếu như muốn chạy trốn, tốt nhất là nhân cơ hội bây giờ. Nếu như không chạy, ta tin các người đã làm tốt ý định là chết dưới kiếm của ta rồi. Cha chỉ có một người hay sao? Sao có thể chứ, một người đã chém chết mấy chục cao thủ trong giang hồ rồi, không đánh lại hắn. Xin lỗi, tha cho ta đi. Hắn bị thương nặng thật. Vừa lấy trong chốc lát, rõ ràng hắn có thể lé được, không cần thiết dùng cơ thể để chặn lại. Là bởi vì mình hay sao? Tại sao chứ? Ở đây rốt cuộc là một người như thế nào? Nghe nói người đại não tổng bộ của Ngư Bang, không lẽ hắn đây là hắn đấy chứ? Thế lực ngầm của Trường An mỗi ngày đều có tàn sát, nhưng mà kẻ tàn nhẫn như vậy ngược lại là lần đầu tiên gặp. Chó dại bên đường cũng có khẩu phần lương thực mới để ăn. Xem ra hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Tên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Quản hắn làm gì? Chẳng qua chỉ là chó săn mà quan lại quyền nuôi dưỡng. Một con chó điên trà trộn vào. Một con chó điên đầu sắp chết. Mà giữa đám chó, sinh ra là để cắn xé lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn. Càn ra có lẽ chính là người kia. Mấy chục giang hồ đao khách vây quanh tấn công, khi chúng ta đến khắp nơi chỉ còn lại là xác. Thủ lĩnh của Cự Hán Bang, Trường Đao Bang, Đoàn Kiếm Bang chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã bị người này giết đến mức máu chảy thành sông, đến ngay cả thủ binh ở trong thành đều không phản ứng kịp, bây giờ cũng không thấy đâu nữa. Là để hắn chạy rồi sao? Như vậy mới bình thường. Kẻ mạnh giết người như là giết gà như vậy, có mấy đao khách kiếm khách giữ được. Tên nam nhân này rất là đáng sợ, rất là khủng khiếp. Để hắn tiếp tục sống, hắn sẽ làm Trường An đến mức trời long đất nở. Nhưng mà xem ra hắn bị thương không hề nhẹ đâu. Nhanh lên một chút, rất nhanh có thể sẽ đem tên tiểu tử này chém thành trăm mảnh, đem đi cho chó ăn. Càn gia, tối nay còn có một chuyện nhỏ. Kho của Mãn Đình Phương bị cháy rồi.
nghi ngờ là có người cố ý phóng hỏa. Còn để cho một cô ca kỹ sơ lũng bỏ chạy. Hừm, những phế vật này đến cả một nữ nhân cũng không quản được. Chút chuyện nhỏ này ngươi đến xử lý nào được? Chuyển nơi này với đám khuất bằng, để bọn họ đi tìm. Nếu như mà tìm thấy đường ca kỹ chạy trốn kia, cứ chơi thoải mái. Chơi chán chơi lát rồi thì hãy đánh gãy tay gãy chân, vứt vào trong hố phân rồi dìm chết. Không cảnh cáo bọn họ còn dám chạy. Vâng. Ngư bang làm việc toàn thành truy nã, phát hiện hành tung nhanh chóng bẩm báo. Ngư bang đại nhân có thưởng lớn. Ngư bang, thánh đạo phu khất bang, binh bỉ chỉ là thế lực ở các phương lưu truyền ở chợ. Mấy vương ngầm này đều đã bị kinh động rồi, không biết là người mặc áo đen kia bây giờ tình hình thế nào rồi. Hắn chịu trọng kích như vậy, nhất định là bị thương rất nặng rồi. Rất lo lắng cho hắn nhưng không biết làm thế nào mà giúp hắn. Bước tiếp theo ta lên đi đâu, lẽ nào ta cứ như vậy mà bay ra khỏi thành, cao chạy xa bay. Còn có hai lá thư kia, đạo hoa phi yến, còn có tiền bối hộ diên, nhiều ân nhân như vậy còn có. Mày đây là muốn làm cái gì? Mày. Là muốn đưa ta đến nơi nào hay sao? Xuyên qua hẻm tối, xuyên qua con đường hoang vu hẻo lánh, căn nhà cũ. Khi triều đại ổn định, 12 canh giờ đều sẽ mở cửa, xuyên qua cửa nhỏ của tường thành. Ngoài thành là nơi đã bị người khác lãng quên. Con miếu này là... Tại sao lại đưa ta đến đây? Mày dẫn ta đến đây để làm cái gì? Không thấy nó đâu nữa. Ở đây lại còn có hương hỏa hay sao? Hình như nghe vị tỷ muội kia từng nói, Minh đế bệ hạ đặc biệt tín phụng quỷ thần, cho nên miếu của Trường An mỗi lần đến ngày mùng 1 và ngày 10 năm đều sẽ có người đặc biệt đi thắp hương. Đây có lẽ là do hương để lại. Có lẽ là trên đời này thật sự có quỷ thần. Nếu không, tại sao lại có mèo dẫn mình đến đây? Thần nữ ở trên, xin hãy phù hộ cho tín nữ, đừng bị người của Mãn Đình Phương bắt được lại. Là hắn. Hắn vẫn còn sống sao? Còn có một vài hơi thở suy yếu. Là ai?